Như anh em thấy rồi đó, thì đó là những hình ảnh cuối cùng còn sót lại của chiếc xe mà bạn mua về. Những hình ảnh gọi là phản ánh chân thực nhất một chiếc xe mua về, nó tàn hơn chỉ tàn nữa. Bạn mua về là sử dụng cũng đâu đó được gần năm và bây giờ chịu ít nổi rồi. Và từ dàn chân cho tới dàn áo cho tới những cái trang thiết bị rồi cảm giác lái rồi máy móc nó như thế nào đó. Trời ơi, không thể nào mà mình sử dụng một chiếc xe 4 số như vậy được. Phuộc trước, lô. Rồi những cái style phong cách đâu đó khoảng 10 năm trước, dĩa lớn, rồi lòng trong là xin si, rồi cái gì, những cái chi tiết trên sườn là một rác, rồi gấp cũng một rác, cái dĩa nó mỏng như cái lá lúa luôn mọi người. Vậy sao chạy xe vậy, sao chạy được, ra đường mang tiếng chạy 4 số mà chạy những xe vậy ta cười chết. Nhưng mà hôm nay đây, chiếc xe đã được hồi sinh hoàn toàn rồi. Phải nói là giống như là nếu mà có cái xe mới, bây giờ mà cái xe này còn bán xe mới á, thì thà là mua xe mới về nó còn ngon hơn, nó còn lẹ hơn. Nhưng mà phải, bây giờ là năm 2023 rồi, đâu ra xe mới nữa, mình phải phục dựng lại. Cái đam mê đó mình phải phục dựng lại thì mới có được chiếc xe để chạy. Rồi, đây là một cái xe mà An đã hoàn thiện, gọi là tới đây là tới 95% rồi, An ráp dàn áo lại nữa xong. Từ phần máy cho tới phần dàn sườn, rồi dàn áo, rồi nói chung là tất cả để build ra một chiếc xe như thế này. Bây giờ mình coi những cái gọi là phải coi ở bên trong. Chứ những cái xe 4 số này mà dọn á, dọn mà chúng ta để nguyên cái xe chúng ta coi dàn áo ngoài không á thì nó quá dễ rồi. Giống như là chỉ mua dàn áo về ập những cái thứ bên ngoài để ráp lại thôi. Chúng ta phải xem từ bên trong. Hay để trần trụi như thế này để chúng ta xem và cảm nhận dễ hơn một cái xe mà dọn full 100% từ máy tới bên ngoài nói như thế nào. Rồi, chúng ta đi tới phần sườn đi. Đầu tiên là chúng ta phải kể tới cái sườn. Thì cái xe này là được sơn tĩnh điện lại. Tĩnh điện lại 100% cái sườn rồi mâm nha. Và như lúc đầu mình thấy á, sườn nó xét rất là nhiều. Và thậm chí là cái này, cái chỗ mà hai cái ống sườn điểm cuối cùng này nè, hai cái ống điểm cuối cùng của cái sườn này, An không hiểu là bạn chủ xe trước đó đã làm gì mà tại sao lại cắt cái này xong rồi mài đồ ghê lắm. An phải đắp lại cho nó hoàn chỉnh. Nói chung là nó hoàn chỉnh một cái sườn. Cái tĩnh điện này thì anh đã thực hiện trên rất là nhiều xe rồi. Tĩnh điện từ đây tới đây tới đây nè, sườn nè, rồi bình xăng cũng tương tự như vậy, rồi tay gắt nè. Còn những cái chi tiết sơn thường á, là những cái gắt chân nè, lốc máy nè, cái gắp này là gắp thay mới nè, tại vì sao gắp cũ nó mục luôn rồi, gắp cũ mục thì bạn vẫn muốn giữ cái style là thắng dĩa sau bánh lớn 21. Cái style này á, thì nó lúc mà xe năm số 21 mới ra mắt á, thì người ta còn hay chơi. Chứ bây giờ thì ít ai mà đi bánh lớn gì lắm. Bạn vẫn giữ cái size bánh lớn của 21. Cái này là cái mâm 2.5 zin của 21. Rồi phuộc trước là thay nguyên bộ. Chứ anh em nghĩ sao nguyên cái bộ phuộc đó mà sử dụng được cho một cái xe mà dọn full như thế này. Để cái bộ phuộc đó lại á, thì Không, ăn không chấp nhận được. Bây giờ là không ai chấp nhận được cái bộ phuộc đó nữa, nên là mua full bộ phuộc 211 luôn. Mua phuộc nè, mua dĩa nè, mua heo. Nói chung là giống như là chẳng ba cũng mua luôn. Rồi mấy cái này cũng mua mới luôn nè, các nước cũng mua mới luôn, bô này cũng mua mới luôn. Nó như lúc đầu bạn nói là giống như là nếu mà có xe mới còn bán thì chúng ta mua xe mới còn nhanh hơn. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải dọn từng món như vậy. Cái phần dây điện sườn này cũng vậy. Với một cái xe mà nát như vậy á, thì dây điện sườn anh cũng mua mới luôn. Tại vì những cái vấn đề về điện đóm nó rất là phức tạp, nó ảnh hưởng tới cái sự ổn định của xe. Nên là nếu mà một sợi dây điện nào đó nó mục hoặc là nó bị thối đi thì nó rất là nguy hiểm. Nói chung là nó rất là phiền. Để sau này anh em sử dụng thì thay luôn bộ dây điện mới. Rồi những cái như là lên sạc nè, tại vì là xe này là có sử dụng cái đèn LED Zipad, nên là anh chuyển sang điện bình lên sạc lớn thì nó sẽ ổn định hơn. Nên sạc lớn nó cắm trực tiếp từ cái mâm lửa lên luôn. Rồi di chuyển lên những cái chi tiết trên này. Hồi đầu lúc mà nhận xe về á, là xe bạn là không có phần này luôn nè. Không có nguyên cái bợ này để mà gắn cái yếm trước. Rồi kèn cũng là nói chung là nó ra đi rồi. Mua kèn mới. Rồi ổ khóa mới nè. Thậm chí là cái bát để giữ cái cục IC cũng không có luôn. Ở đây phải làm một cái bát mới. Bát này là gia công ra xong rồi cột cục IC lại cho nó ngay ngay ngắn. Chứ mình không có cột linh tinh ở một cái vị trí nào đó. Nói chung là phải để cho nó ngay ngắn.
Còn những cái chi tiết về dàn ngoài, dàn áo thì nó cũng bình thường thôi, vẫn những cái phong cách rất là quen thuộc về như là chóe đèn Seabass nè. Còn những cái về màu sắc và cái đèn Ripton này á, thì tới cái phần mà ráp lại và test drive thì chúng ta sẽ xem dễ hơn. Còn ở trên cái phần bàn thờ đồng hồ này á, thì bạn theo cái kiểu là style jean, nên là những cái bao tay là để jean. Rồi Command VS này rất là quen thuộc. Đồng hồ này thì chưa có điều kiện, sau này có thì chúng bạn sẽ tiếp tục thay cái này. Nhưng mà mình thấy là chức năng về báo số hay là về những cái báo xăng tốc độ ấy, nó vẫn còn bình thường hết. Cái này nguyên cùm tay thắng này là thay jean mới. Nói chung cái xe này thay rất là nhiều đồ jean mới, những đơn giản thôi nhưng mà nó phải cứng cáp và nó liền lạc và nó có cái hiệu năng sử dụng. Và tới cái phần máy rồi, cái máy đã nổ rồi nha, nhạc lên lớn xíu cho anh em nghe là biết cái máy đang nổ. Thì bạn cũng đơn giản thôi, làm cái máy cho nó zin hoạt động bình thường mượt mà là ok. Phải xe của bạn là lúc đầu là bạn gắn sẵn cái bình của 5 số 21 nên là mình vẫn để cái bình đó lại, canh xăng lại. Bây giờ nó rất là dễ, on off máy nè, rồi tắt nè, bây giờ khều nó lên nè. Rồi, đó là một cái cục máy zin hoàn toàn nhưng mà có tăng lên xíu cc, tức là đi cái lòng 57 Western 150 zin, sử dụng lòng zin của Western 150 mã 2ND rồi đi cam là cũng cam zin của 150 luôn. Còn những cái về vỏ đầu, về lò xo đầu, về IC, về bình xăng, lọc gió, các thứ, nồi niêu, tất cả trong đây là nhiều zin. Và nó khi mà làm những cái bảo trì như thế này thì tất nhiên chúng ta phải có cái động tác gọi là bảo trì full cục máy. Thì nó là được thay tay Genuma, thay full bạc đẳng máy. Rồi lá bố là lá bố BT nè, chuồng heo là vớt lại xong rồi dán bố. Rồi cái đầu là được vệ sinh sạch sẽ, cạo khói, xoay xúc bắp, rồi thay phốt xúc bắp, thay phốt bơm nước. Và cái ra tới phần bên ngoài rồi á, thì cái két nước này của bạn là tả lắm rồi. Cái bề ngoài của cái xe nó như vậy rồi thì tất nhiên là cái két nước nó cũng bấy bá rồi, mình thay full một két nước mới. Và cái bộ két nước này là có luôn cái quạt zin, toàn bộ là đồ zin á. Rồi trong đây là thay lọc gió zin luôn nha. Nhưng mà khi mà gắn cái bình xăng 21 này vào á, bình xăng 21 mà vào cái hộp này á, thì cái co màu đen ở đây nè, nó không có tới, nó bị lệch một tí xíu nên là mình đã đổi sang cái co gió BRT màu vàng ở đây. Và sẵn ở đây có một cục máy cũng đang dọn y chang như vậy luôn, cũng một chiếc xe mà sơn sườn dọn những thứ bề ngoài giống như cái xe luôn. Cục máy 4 số con tự động. Thì đây nè, cái lồng zin 2ND 150cc đây, đầu zin. Rồi cái này là thay phốt bơm nước các thứ. Quay vòng cho anh em coi ha, xe này thì cái lốc màu bạc. Bạn chơi là màu bạc zin của những chiếc xe giống như đời đầu vậy á. Cái này thì chuẩn bị gác lên xe. Đó. Rồi ok. Cái xe thì nằm bên đây. Đó. Đó, dàn chân màu bạc nha, dàn chân màu bạc giống những chiếc 4 số đời đầu. Và mâm thì gắn mâm BRT chứ không có đi mâm zin giống cái xe kia. Mâm BRT thắng dễ là ở phía trước và ở đằng sau là thắng đùm. Mâm BRT thì cái má cùi dĩa nó sẽ như thế này. Cái má cùi dĩa ha, nó sẽ được phay mấy cái lỗ như vậy, nhìn nó sẽ hay ho, nó ngầu ngầu hơn tí xíu. Rồi cũng là cái sườn sơn tĩnh điện nè, cũng là dây điện sườn mới nè, những chi tiết xi nè, chi tiết ốc. Đây, cục máy ráp vỗ sườn rồi và cũng ráp đầy đủ 95% dàn áo các thứ rồi. Mình cũng phải nâng lên coi kỹ, coi gần cho anh em chiêm ngưỡng cái xe 4 số full zin. Cái xe kia thì mình giao rồi, ráp lại giao rồi và quay không kịp nên là mình sẽ chuyển sang quay chiếc xe zin này. Xe này thì bạn có sẵn dàn áo. Dàn áo này là có sẵn. Và đợt này bạn dọn là dọn những cái gọi là máy móc và toàn bộ những thứ sơn xi sườn bên trong, rồi phuộc những cái ảnh hưởng tới gọi là cảm giác chạy, rồi cái hiệu năng nó có ổn định hay không á, là những cái bên trong. Còn dàn áo thì dễ lắm, dàn áo này là toàn bộ là bạn thay từ ở nhà. Xe thì theo phong cách là đơn giản, tối giản, nói chung là nhìn cũng bình thường lắm. Xe dọn xong nhìn cũng bình thường chứ có gì đâu, nhưng mà chúng ta phải nhìn vào những cái bên trong. Đây, nổ máy lên lại gần đi anh Tứ, cho anh em nghe cục máy. Máy 4 số, nhất là mấy con tự động thì nó nổ máy thì êm khỏi thế bàn.
Đây, ăn đèn mít ở đây, mít đây nè, máy đã nổ rồi. Phải để sát vô trong đây nè, để sát vô cái lồng luôn, còn không nghe nữa. Đây là on off máy. Đó, đã không? Và cái xe này là thay được gì thay? Nói chung tới đây là toàn thay đồ không à. Đây, nguyên cái bình xăng 4 số mới. Bình xăng zin nha, bình xăng zin new, xé bịch đập hộp. Hôm bữa là anh có xé bịch cái bình xăng này ở trên TikTok nè. Nói chung bình xăng mới, đồ thơm tho lắm. À, cái mới nữa là két mới đây. À, két nước mới, full két nước mới, quạt mới. Anh em ơi nhìn ở góc này nè. Nhìn góc này, cái cục máy nó sáng, nó rất là sáng. Không, biết sao không? Tại cái nắp bơm nước này cũng mới luôn. À, toàn bộ ốc ác là xi hết. À, con trắng, con đen, đồ búa xua. Rồi ở đây bộ ốc Salaya này là bạn có sẵn. Ha, à, nói chung cái xe này thì nhìn rất là sáng sủa. Đồ thì bạn cũng có tương đối rồi, theo phong cách zin đơn giản nhưng mà nó lịch sự nhẹ nhàng. Và những cái chiếc xe như này á, chúng ta phải ra chạy thì mới cảm được cái sự thoải mái, sự thích thú của những người đam mê 4 số. Ở xe này là như từ đầu An mô tả là full zin hết, bình xăng zin, bô zin nè, có bô zin nhỏ xíu nè. Và chỉ duy nhất hai cái duy nhất lận là cái cam của Exeter 150 và cái lồng zin 2ND của Exeter 150. Và những cái một số thứ bề ngoài nữa là đèn các thứ là bạn trang bị sẵn hết luôn. Tất cả những cái gì về bên ngoài là có sẵn hết. Đèn, đồng hồ, rồi cùm công tắc, bao tay, máy này là mình gắn lại cho bạn. Chủ yếu là sơn xi bên trong và phần máy. Chưa chạy cho anh em coi nhưng mà nhìn cái cách mà nẹt ga cái bình xăng này, bình xăng mới này không cần canh chỉnh nhiều. Gắn vô là gần như là gắn là lụm luôn á. Cảm giác là nó ngọt ngào. Quá lạ luôn. À, cái xe này có một cái nữa là có vô lò xo VT. Nguyên zin hết cam zin luôn nhưng mà đi lò xo đầu VT oval. Cái đó thì nó sẽ kiểu các bạn những lần mà thóc ra là cảm giác nó nhẹ ống ga hơn luôn. Nhưng mà phải tóm lại là phải ra chạy. Ok, let's go. Và mỗi khi mà test những cái xe zin như thế này thì các bạn sẽ không tìm thấy những cái ga cái đoạn ga gọi là đá số bốc đầu hay là giá hẹ gì đâu. Chúng ta sẽ tìm đến cái cảm giác êm ái, lịch sự, giản dị và rất là từ tốn của những người chơi xe 4 số zin. Rồi, An đang ở trong một cái không gian hết sức là êm ở trong hẻm. Hồi nãy thì ở trong cửa hàng thì nó còn ồn, đang còn nhiễm tiếng ồn. Thì đây là hết rồi nha mọi người. Đó. Trời ơi. Nghe những cái âm thanh mới mẻ như thế này, êm ái như thế này nó mới làm thuyết phục những anh em chơi xe 4 số. Rồi, bây giờ bắt đầu là một cuộc test drive giản dị. Từ từ những khoảng ga đầu hết sức là mềm mại, hết sức là êm ái của cái cần số này. Lò xo zin thôi, lò xo nồi zin thôi, không có độ, không có cần phải quá nặng ở đây. Đá không nổi đâu, đã đi xe đã zin đã êm rồi mà nặng làm gì? Có bốc đầu, có giá hẹ 1/2 gì đâu. Chúng ta sẽ tìm tới cảm giác gọi là mượt mà của một chiếc zin, bình xăng zin, bô zin. Nó lướt đi, bắt đầu lướt đi rồi nha mọi người. Ống ga nó nhẹ, thắng nó ăn. Và cảm giác chắc chắn. Nó không phải kiểu quơ của những cái xe 4 số mà đã xuống cấp sau một thời gian dài. Cái xe này là gọi như là mới, gần như mới toàn bộ, trừ dàn áo thôi. Coi như những cái về ảnh hưởng tới cảm giác lái, như lúc đầu An nói á, thì nó đã được bảo trì, đã thay thế rồi. Từ phuộc trước cho tới phuộc sau, tới mâm vỏ, chén cổ, brand new. Nên là chúng ta phải đòi hỏi rất là cao về cái cảm giác lái đó. Đây, nói gì nói cũng phải ra làm hết ga một cái chứ.
lên lên lên, nhìn nha, nhìn nha, vuốt ống ga số 2 nha. Đó, số rất là nhẹ nhàng. Đúng bình xăng mới chạy nó sướng, nó vuốt lên mà nó mượt, nó không có một cái khoảng hộp nào mà gây cho mình khó chịu, nó không gây, nó không để cho mình nhận ra ừ xe có khoảng hộp luôn á, đã lắm. Thật sự là nói thiệt thì An cũng thích đi những chiếc 4 số zin hơn là những chiếc 4 số độ, cũng thích cà phê đồ thoải mái hơn, còn nếu mà độ thì An lại thích 5 số hoặc là 150. Còn 4 số này nó lại có cái kiểu êm ái đặc trưng, nó gây cuốn hút cho những anh em chơi xe. Bình thường thôi, đi ngoài đường mà chạy trên xe 4 số mà nhìn len ken mới mới vậy á là cũng đủ sức hấp dẫn, đủ gây sự chú ý rồi, chứ không cần là phải sổ trái rồi gen đôn gì hết. Hồi nãy là 120 đồng hồ này ảo thì anh em biết rồi, nhưng mà ảo, zin nó cũng ảo, thì trước khi làm dĩ nhiên là đồng hồ nó cũng như đó, mà sau khi làm đồng hồ nó cũng y vàng, không có can thiệp thì không có can thiệp gì tới một đồng hồ hay là nhông công tơ mét gì hết, nhưng mà cái việc mà đạt lên tốc độ đó nó cũng đã mượt mà hơn, nó nhanh hơn, nó ngọt hơn. Cũng được đó, cũng khá là tự tin, nãy cầm một tay chạy, nó không có cảm giác gì sợ hãi từ cái chuyện rung lắc của cái dàn chân zin này đâu. Phuộc zin, phuộc trước zin làm lại, phuộc sau thì cũng phuộc rét leo bình thường thôi, không bình dầu, nhưng mà nó cũng đủ gây cho mình cái cảm giác gọi là yên tâm để mà chạy. Với cái lực máy zin này thì dàn chân này dư sức. Trời ơi, nhẹ nhàng lặng lách đánh võng đi phố cà phê cà pháo. Quay lại. Rồi, về giao xe đi. Và đó là những chiếc xe dọn full từ máy cho tới những cái thứ dàn ngoài, dàn sườn, dàn chân, sơn xi này nọ, thì anh em nào có nhu cầu làm những xe như vậy thì kiếm móc cho An và tới trực tiếp tại Việt Nam để được tư vấn và mình triển khai thôi. Cảm ơn em đã xem clip nha, bye bye, nhớ bấm like, subscribe kênh YouTube Quang Gia Bay cho mọi người, bye bye anh em.